Vâng, xin kính chào tất cả các quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn Bạch Long đã có giới thiệu trong buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn thầy Tuyến, cô Giang. Cảm ơn Bệnh viện Nhi đồng 1, Liên chi hội tim bẩm sinh, tim mạch nhi và tim bẩm sinh thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tạo cho tôi cơ hội để mà được phép nói lại cái bài nói ngắn này. Đó là cái co thắt ống động mạch ở thai nhi. Thì để không mất thời gian của quý vị, chúng tôi xin bắt đầu vào cái bài trình bày ngay. Thì cũng xin lỗi với các bạn là thực sự ra tôi chuẩn bị cái bài nó khác, tiếng Việt hết rồi hai bài, nhưng mà ngay cái ngày chuẩn bị trình bày thì cái OneDrive nó lại bị lỗi và sau đó nó mất toàn bộ cái dữ liệu, cho nên ngày hôm qua ngày hôm nay mới làm lại. Và may cái bài này thì bác sĩ Giang giữ lại được cái bài cũ, cho nên là cái format nó còn nguyên như là ở trong cái lần hội thảo về tim thai tim mạch nhi của lần trước. Thì chúng tôi xin phép trình bày lại. Thì trong cái bài trình bày ngày hôm nay thì có một số cái hình ảnh mà chúng tôi sử dụng của bác sĩ Alok Vashni. Nên xin cảm ơn bác sĩ Alos Vashney về một số cái hình ảnh đó, và tôi cũng xin cảm ơn cái người mà gọi là trainer của tôi đầu tiên, đó là giáo sư Anita Moon Grady. Thì quay trở lại cái siêu âm bào thai, cái tuần hoàn bào thai thì có lẽ là chắc tất cả mọi người đều biết. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin được nói lại cái hình này nó khá là cũ. Và mọi người đều biết đây là cái hình người ta lấy từ cái thực nghiệm ở trên cừu chứ không phải là ở người. Thực sự thì rất là khó có một cái nghiên cứu nào mà có thể đưa vào trong nhau thai trong thai để mà đo được con số nó như thế này. Những con số này chỉ là mang tính đại diện thôi. Thì các bạn đều biết đây là con số người ta tính coi như là con số tuyệt đối. Cái hình phía bên bên phải đây thì chúng ta đều thấy một cách không cần nhớ con số kỹ, nhưng mà rõ ràng là ở trong bào thai thì cái lưu lượng máu nó đi, chúng ta tính là lưu lượng máu tổng qua cái động mạch phổi và động mạch chủ, thì chúng ta gọi là có cái cung lượng tổng. Thì cứ qua cái động mạch phổi thì bao giờ nó cũng nhiều hơn so với qua cái động mạch chủ. Nó khác so với lại cái việc mà em bé được sinh ra đời thì lúc đó hai bên coi như là cân bằng, còn ở trong bào thai thì nó khác nhau một chút. Và cho dù là nó không hoàn toàn đúng ở như là ở người, nhưng mà nó cũng cho chúng ta thấy được cái tỷ lệ của cái lưu lượng máu mà nó vào cái động mạch phổi này rất là nhiều, và một cái lượng lớn của nó sẽ đi qua cái ống động mạch để đi vào cái phần dưới của cơ thể của thai nhi. Chỉ một phần rất là nhỏ nó đi vào phổi là do lúc đó phổi cái kháng lực máu phổi nó còn rất là cao, cho nên cái cung lượng này nó khá là thấp, chỉ 16% của cung lượng tổng mà thôi. Thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái ống động mạch là một cái cấu trúc cực kỳ quan trọng để mà nó đảm bảo cái toàn vẹn của cái tuần hoàn bào thai. Nếu như có bất kỳ một cái vấn đề nào nó xảy ra ở cái ống động mạch thì chắc có lẽ là mọi người đều có thể hình dung được nó sẽ gây nên những cái nhiễu loạn ở trong cái tuần hoàn bào thai. Thì đây cũng là một cái hình rất là nhanh. Thì chúng ta đều biết rằng trong bào thai thì máu sẽ đi từ cái tĩnh mạch rốn, nó đi vào trong cái, sau đó nó đi qua cái ống tĩnh mạch, và ở đây nó sẽ có được một cái trương lực, có một cái cơ tròn, nó bơm máu, và cái dòng máu này nó sẽ đâm thẳng theo cái hướng giải phẫu, nó đi chủ yếu nó đi qua cái lỗ bầu dục, nó đi vào phía bên bên trái. Cái phần mà tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới thì nó đổ vào bên phải và chủ yếu nó sẽ lên cái động mạch phổi ở đây. Như vậy cho dù là có sự trộn máu ở tĩnh mạch chủ dưới và ở trong tĩnh mạch ở trong nhĩ phải, nhưng mà cái sự trộn máu này nó không hoàn toàn và nó có sự ưu tiên. Cái lượng máu mà có bão hòa oxy cao nó được ưu tiên đi qua cái lỗ bầu dục để nó đi qua bên trái để làm gì? Sau đó nó bơm lên, chủ yếu là nó tưới vô mạch vành và nó tưới ở phần trên của cơ thể, chủ yếu là cái bộ não. Vì chúng ta biết ở trong bào thai thì càng nhỏ
thì cái trọng lượng của não nó càng lớn so với cơ thể, cho nên cái tỷ lệ này nó rất là quan trọng. Nếu như có một vấn đề gì đó, như vậy là ở đây chúng ta thấy là nó có một cái sinh ở đây. Nếu như mà có bất thường gì ở chỗ này thì chắc chắn là đây là một tình trạng rất là nặng. Chúng ta có thêm một cái sinh thứ ba nữa mà bắt buộc ở trong bào thai, đó là cái ống động mạch. Như vậy là đây là ba cái sự chỗ trộn máu ở trong bào thai. Mà ngày hôm nay chúng ta chỉ nói riêng về cái chỗ này, vị trí cao nhất là ở đây thôi. Thì đây là cái bào thai. Chúng ta thấy nếu như bình thường động mạch chủ, động mạch phổi, và đây là cái ống động mạch, nó bình thường dòng máu nó đi từ động mạch phổi qua cái ống động mạch và đi vào động mạch chủ xuống. Và như vậy cái hướng dòng máu của động mạch phổi qua ống động mạch và cái cung động mạch chủ là cùng một chiều. Đó là cái chuyện bình thường. Nếu như mà em bé được sinh ra thì nó có thể tồn tại ống động mạch, chúng ta cần phải đóng, hoặc là cái ống động mạch nó bị bất thường như là cái bài sau đó chúng tôi có trình bày, thì lúc đó chúng ta cần phải giữ cái ống động mạch để mà đảm bảo cho máu nó tưới vào trong động mạch phổi. Thì ở đây chúng ta có đặt một cái stent, chúng ta gọi là BDA stent. Thì đó là cái bình thường chúng ta thường hay gặp. Hôm nay chúng ta nói về một cái câu chuyện khác, đó là ngay từ trong cái bào thai, nếu như vì một lý do nào đó mà cái ống động mạch nó bị đóng sớm, người ta gọi là premature constriction, nó đóng sớm, lẽ ra là nó phải đóng sau khi sinh, còn bây giờ nó đóng trong cái thời kỳ bào thai, chúng ta gọi là đóng sớm. Thì đây là một cái nghiên cứu thực nghiệm ở trên chuột, và người ta sử dụng cái ba cái loại chất, hai cái loại chất khác nhau để người ta làm co cái ống động mạch. Thì đây là cái hình giải phẫu bệnh, chúng ta thấy đây là cái nhóm chuột gọi là bình thường, thì cái ống động mạch nó như thế này, nó hoàn toàn không có hẹp. Một cái nhóm chúng ta cho dùng cái cocoa, tức là sau này các bạn thường hay dùng ví dụ như bạc xỉu hoặc là sô cô la rồi đó, thì chúng ta thấy khi mà chuột nó dùng với cái liều như thế này thì sau đó cái ống động mạch nó sẽ co thắt lại như thế này, co thắt là rõ so với lại cái control. Và nếu như chúng ta dùng endomethacin là một cái loại thuốc NSAID gọi là thông dụng nhất, thì cái ống động mạch nó đóng một cách rõ ràng hơn. Thì cho dù là đóng nhiều hay là đóng ít thì chúng ta vẫn biết được rõ ràng là một số cái loại thức ăn nó có thể gây nên đóng ống động mạch. Một số loại thuốc, đặc biệt là corticoid và NSAID, nó có thể gây nên đóng ống động mạch. Và chính vì lý do đó, nếu như người mẹ mà có tiếp xúc với những cái chất như thế này hoặc là chất tương tự trong quá trình mang thai thì có thể nó có kích hoạt cái việc co bóp, cái co thắt cái ống động mạch sớm. Thì đây là một cái nghiên cứu, vì cái đa phần thì các bài báo nó chỉ trình bày là ca lâm sàng hoặc là một số một gọi là chuỗi ca lâm sàng thôi. Thì đây là một cái nghiên cứu của một người rất là nổi tiếng, người Mỹ Gavelic. Thì ông khảo sát trên khoảng 602 cái trường hợp gọi là bào thai, siêu tim bào thai, thì ông tìm thấy là có 1,3% được chẩn đoán trước sinh là có cái hẹp ống động mạch, và cái tuổi mà chẩn đoán, tuổi thai chẩn đoán thường là vào khoảng 29 tuần. Thì cái này nó cho chúng ta một con số gọi là ước lượng vậy thôi, chứ còn chúng ta thực tế chúng ta sẽ không biết là bao nhiêu, cái tỷ lệ chính xác là bao nhiêu, nhưng mà rõ ràng là nó có, cho dù nó không cao nhưng mà nó vẫn có. Và nếu như chúng ta không phát hiện sớm thì có thể một số trường hợp nó có thể dẫn đến cái diễn tiến xấu hơn. Vậy thì đây là một số cái nguyên nhân mà người ta nói, nguyên nhân nó kích hoạt cái co thắt ống động mạch. Thì cái nhóm nguyên nhân đầu tiên đó vẫn là các loại thuốc NSAID. Cái nguyên nhân thứ hai mà có lẽ mọi người đều ngại ngùng nhất, đó là mẹ mà sử dụng một số cái chất mà nó gọi là có cái polyphenol nhiều. Thì cái polyphenol là nó chứa các flavonoid. Vậy thì cái nhóm chất nào, cái nhóm cây trái nào thì nó thường có? Thì vậy thì ở đây là chúng ta thấy là trà, ví dụ như trà xanh, trà gì đó mà từ gọi là từ thảo mộc, thì nó có thể có chứa các polyphenol. Nước cam,
cam hoặc nước cam, nước bưởi, nước sô cô la, cà phê, nói chung là rất nhiều loại, táo, thậm chí dầu olive hoặc là peanut hoặc là cà chua, thì tất cả những cái này nó đều có chứa cái polyphenol ở cái hàm lượng khác nhau, cho nên nó có thể có nguy cơ làm co thắt ống động mạch nếu như mà người đó có một cơ địa dễ bị co, hoặc là chúng ta sử dụng với một cái lượng rất rất là nhiều. Và cái nhóm thứ ba thì chúng ta thường biết là có thể là do cái bệnh tim bẩm sinh, và cuối cùng là cái nhóm mà chúng ta không biết được nguyên nhân. Thì ở đây là một cái bài gọi là cái ca lâm sàng để mà minh họa cho các bạn thấy là có những cái chuyện nó rất là tức cười để xảy ra. Ví dụ như đây là một người mẹ, người ta đến và bởi vì cái thai nó giảm động, nó đã giảm coi như là giảm động đi, thì người ta tìm ra không thấy nguyên nhân gì hết, siêu âm tim cũng không thấy bất thường gì trong tim, nhưng mà hỏi là kỹ á, thì cô này là liên tục là ăn khoảng 2 kg cam mỗi ngày. Và có một cái bài báo khác người ta tính là có cô đó cô uống vì một cái lý do nào đó mà trong 2 ngày 3 ngày cô uống từ 6 đến 8 lít, sau đó nó khởi phát co thắt cái ống động mạch luôn. Thì đây là cô này cô ăn liên tục 2 kg cam mỗi ngày, và lúc đó thì cái ống động mạch này nó co thắt lại, và khi mà người ta yêu cầu là cô này ngưng ăn cam thì sau đó theo dõi lại cái ống động mạch nó hoàn toàn mở ra và sau đó sinh bình thường. Thì đó là một cái trường hợp mà nếu như ông bà mà nói cái gì thái quá là bất cập, cái bồi dưỡng mà nó quá mức thì có thể nó cũng sẽ gây nên cái tình trạng như thế này. Vậy thì cái cơ chế vì đâu mà nó lại có cái co ống động mạch thì mọi người đều biết rồi. Ở cái màng tế bào như thế này thì chúng ta sẽ có từ màng tế bào, từ lipid màng nó sẽ tạo ra phospholipid và nó chuyển thành arachidonic, và dưới cái tác dụng của COX-1, COX-2 thì nó sẽ thành rhombosan và nó sẽ thành PGA2. Và chính nhờ cái prostaglandin này mà nó sẽ giữ cho cái ống động mạch này nó được mở. Thì đó là cái quá trình bình thường. Vậy thì nếu như chúng ta sử dụng corticoid vì một lý do nào đó chúng ta sử dụng corticoid thì nó đánh vào cái phospholipase này, cái men phospholipase này, cho nên cuối cùng thì cái PGE2 này nó sẽ giảm xuống và nó sẽ làm co lại cái ống động mạch. Hoặc là chúng ta dùng cái NSAID thì NSAID nó sẽ ức chế cái COX-1 và COX-2, và chính vì ức chế COX-1 và COX-2 này nó cũng làm giảm cái lượng PGE2. Và cái cuối cùng là cái nhóm polyphenol, là cái nhóm mà ở trong các trái cây hoặc là những cái trà, lá trà có, thì chúng ta thấy nó có nhiều cái cơ chế khác nhau. Cái thứ nhất nó có thể tác động trực tiếp đến PGE2 ức chế. Cái thứ hai nó có thể ức chế luôn cả COX-1 và COX-2. Nó có thể ức chế lên cả cái phospholipase và nó có thể có tác dụng antioxidant, cho nên nó làm một số trường hợp nó sẽ làm giảm cái phản ứng này, nó giảm chống viêm, nó có tác dụng chống viêm thì có nghĩa là nó cũng là làm cho cái ống động mạch này nó bị co thắt. Như vậy đây là sơ lược có ba cái loại nhóm, và nó giải thích là vì sao một số cái thức ăn thức uống mà nó có thể làm co ống động mạch người mẹ dùng vào thì bào thai có thể bị co thắt. Thì đây là cái cơ chế người ta gọi là chỉ gọi là đưa ra, chứ còn chưa có được chứng minh. Thì chúng ta thấy đây là một cái bào thai bình thường. Nếu mà máu đi lên cái động mạch phổi nó sẽ đi qua ống động mạch bình thường thì không có vấn đề gì. Nếu có hở van động mạch phổi thì chỉ là hở rất là nhẹ. Bây giờ giả sử như vì một lý do nào đó, vì NSAID, vì corticoid hay là vì polyphenol mà nó làm co thắt cái ống động mạch này ở cái mức độ khác nhau, thì nếu mà co thắt càng mạnh thì rõ ràng là dòng máu nó sẽ đi vào đây nhiều hơn, và lúc đó cái áp lực ở đây nó sẽ tăng cao lên, nó làm ảnh hưởng, nó làm giãn cái gốc động mạch này ra, và cuối cùng nó sẽ hở van động mạch chủ, mạch phổi, xin lỗi. Và ở đây cũng vậy, vì cái áp lực máu này cái nó rất tăng cao cho nên nó sẽ tạo nên phản ứng của các tiểu động mạch và nó lên tạo nên cái tăng áp phổi ở trẻ em. Và vì nó là có thể nó làm giãn các động mạch
và nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của các cây phế quản. Và đặc biệt nữa, nếu như cái dòng máu này nó lên trên đây, nó không thoát qua được cái ống động mạch, thì chắc chắn là cái lượng máu nó sẽ bị ứ lại ở, bị trào ngược hoặc là nó ứ lại ở phía bên phải, và khi đó cái áp lực phía bên phải nó sẽ cao, và cuối cùng nó dòng máu nó sẽ đi qua cái lỗ bầu dục nhiều hơn và nó sẽ đi qua phía bên trái nhiều hơn. Đó là cái ảnh hưởng của cái co thắt ống động mạch tùy theo mức độ khác nhau. Nếu mà nó nhẹ thì không sao, còn nếu nó nặng thì nó có thể ảnh hưởng đến huyết động. Và đây là cái tiêu chí mà người ta đưa ra thông thường, mà cái tiêu chí này tôi coi thì nó cũng khá là lâu rồi, nhưng mà bây giờ người ta vẫn sử dụng. Tức là bởi vì có hẹp cái ống động mạch, cho nên cái dòng máu đi qua đó chắc chắn là nó sẽ tốc độ nó sẽ cao, tốc độ nó sẽ cao kể cả trong thị tâm thu. Và vì trong cái thị tâm thu đó nó vẫn chưa bơm đủ máu đi, cho nên thị tâm trương nó vẫn còn tạo một áp lực rất là cao, cho nên cái dòng máu tâm trương nó cũng sẽ rất là cao. Do vậy nếu như mình khảo sát qua cái ống động mạch thì chúng ta sẽ thấy cả cái thị tâm thu lẫn thị tâm trương cái tốc độ nó đều cao hết. Và cái tiêu chí người ta đưa ra đây là cái vận tốc đỉnh trên 1,4 mét trên giây, vận tốc đỉnh của tâm thu và vận tốc của cái tâm trương thì trên 35 cm trên giây, và cái gọi là cái pulsability index thì nó dưới 1.9. Cái lý do vì sao lát nữa chúng ta sẽ thấy phía sau, cái này nó cũng tăng, cái này nó cũng tăng, nhưng cái tỷ lệ tăng của cái vận tốc tâm trương này nó cao, cho nên là sau đó cái tỷ lệ này nó sẽ giảm xuống, bởi vì cái tỷ lệ này nó bằng bằng cái 1.4 này, nó trừ cho cái này và nó chia cho tốc độ trung bình, cho nên cái hiệu số này vì cái diastolic này, cái tâm trương này càng tăng lên thì cái hiệu số này nó sẽ càng nhỏ xuống, cho nên là cái pulsatility index này nó sẽ nhỏ đi. Đó là cái tỷ lệ, cái tiêu chí thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng dễ hiểu thôi, là bởi vì nó co thắt ống động mạch nó tăng áp lực, cho nên là cái thất phải chắc chắn là nó sẽ giãn, nếu như mà càng nặng thì nó sẽ càng giãn nhiều, rồi nó sẽ có rối loạn chức năng của thất phải và có thể có kèm cái hở van ba lá và hở van động mạch phổi. Thì ở đây là một cái nghiên cứu khá là lâu, từ năm 1991, thì chúng ta thấy ở đây là cái một cái bình thường ở đây là chúng ta dùng thêm tạc-butalin để làm tăng cái co bóp cái vận tốc của dòng máu, và cái này là dùng cái indomethacin. Thì chúng ta thấy thì cái vận tốc của cái tâm thu á, thì cả cả ở cả ba cái trường hợp này nó đều tăng hết. Tuy nhiên cái vận tốc tâm trương á, thì chủ yếu là cái thằng này là ở cái trường hợp mà co thắt ống động mạch là nó tăng tăng rất là cao, còn tâm trương ở những chỗ khác nó không tăng cao, mà chủ yếu là ở trong cái nhóm của co thắt ống động mạch. Và cái vận tốc trung bình của cái nhóm này nó cũng tăng lên, và cuối cùng là chúng ta thấy cái pulsatility index này, vì cái tâm trương nó tăng lên rất là cao cho nên, và cái trung bình nó cũng tăng lên rất là cao, cho nên cái tỷ lệ này, cái tỷ số này, cái index này nó sẽ giảm xuống, và rõ ràng là nó nằm ở cái vùng này. Như vậy đây là cái trường hợp của cái hẹp co thắt ống động mạch. Và chúng ta thấy rõ ràng là cái phổ, mặc dù cái hình nó không đẹp nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy được. Thì đây là một cái trường hợp thứ nhất, một cái ca lâm sàng 33 tuần, và trước đây thì siêu âm bình thường mà không có cái bệnh sử, không có vấn đề gì đặc biệt, và sau đó thì cái vận động của thai giảm xuống và cũng không có cái khai thác thì không thấy gì dùng NSAID hoặc là uống trà gì. Thì đây là cái trường hợp bình thường của một bệnh nhân của bác sĩ Khôi đưa vào đây để mà so sánh. Còn đây là cái trường hợp hẹp co thắt ống động mạch, thì trên 2D chúng ta cũng có thể thấy có thể rõ hơn, bởi vì nó không mở ra hết so với lại phía bên này. Còn nếu như chúng ta để màu vào thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy nó có tăng tốc lên rất rất là rõ. Đây là một cái cũng mạch cắt khác, thì chúng cho chúng ta thấy đây là cái cung động mạch, động mạch chủ, cũng ở đây là cái ống động mạch ở đây, chúng ta thấy tăng, nó co thắt và nó tăng tốc ở chỗ này. Và nếu chúng ta nhìn thì có thể
cái thất phải nó cũng hơi hơi giãn, và đặc biệt là ở đây chúng ta thấy có hở van ba lá. Và nếu như mà chúng ta đo cái vận tốc cái Doppler mà qua cái ống động mạch thì chúng ta thấy là cái quan trọng nhất, cái vận tốc này nó tăng, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái vận tốc tâm trương này nó cũng cũng tăng. Chính vì vậy mà cái pulsatility index nó sẽ giảm xuống. Và khi mà chúng ta khảo sát cái van ba lá, đo cái áp lực của van ba lá thì nó tăng đến trên 300 cm trên giây. Thì đây là cái tốc độ nó tăng cao, nó chứng tỏ là có tăng áp là ở phía tim bên bên phải. Đây là cũng một trường hợp khác, cũng đây là một trường hợp nó chỉ là thoáng qua thôi. Chúng ta thấy ở đây và nó tự người ta theo dõi, người ta thấy là cũng giảm cái vận động của thai, và sau đó người ta siêu âm thì người ta thấy rõ ràng là ở đây nó có cái biểu hiện của cái ống động mạch này nó hơi hẹp, và sau đó thì thoái lui sau 24 giờ. Ở đây chúng ta người ta đo, người ta thấy như vậy nó cũng có tăng cái trên hình này chúng ta thấy có cái ống động mạch nó hẹp chỗ này, và cái phổ Doppler nó cũng biểu hiện rõ như vậy. Ở đây chúng ta mà các bạn nào cho xóa cái hình cái phía bên trên này, bởi vì phía bên trên nó bị che rồi, được rồi. Đây là cái trường hợp mà vì co thắt ống động mạch cho nên nó sẽ làm tăng cái áp lực phổi, và sau đó nó sẽ làm dày cái thất phải, và sau đó khi mà chúng ta đo được thì chúng ta sẽ thấy cái vùng này nó khá là rõ, nó khá là tăng cái dày của cái thất phải. Ở đây có phần này chúng ta thấy vậy thì cái diễn tiến bình thường của cái co thắt ống động mạch là như thế nào? Thường thì nó sẽ tự thoái lui khi mà cái nguyên nhân chúng ta thấy được, ví dụ như là cho dùng thuốc NSAID hay là dùng uống uống cam, nước cam nhiều như khi nãy thì chúng ta cho ngừng thì có thể nó sẽ ngừng. Còn nếu như trong một số trường hợp khác thì nó có thể diễn tiến đến suy tim phải ở vành ba lá, suy tim sung huyết, và có thể phù rau thai, và cuối cùng có thể chết ở trong bào thai. Do vậy cái việc mà chúng ta phải theo dõi rất là sát cái theo dõi sát thì nó rất là quan trọng để mà chúng ta siêu âm theo dõi sát để coi thử là cái diễn tiến của cái hẹp ống động mạch này nó như thế nào. Nếu như mà nó vẫn tiếp tục hẹp, nó tăng lên, hoặc là có những cái dấu hiệu mà báo cảnh báo là xấu, thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp giải quyết sớm. Vậy thì khi mà cái em bé đó, nếu mà chúng ta thấy là cái nguyên nhân nó được giải quyết thì cái ống động mạch nó ống động mạch nó sẽ không còn hẹp nữa, thì hầu như tất cả những cái chỉ số tất cả những cái chỉ số ví dụ như là áp lực vận tốc trung bình, vận tốc trung bình, hoặc là vận tốc tâm thu, vận tốc trung bình, và cái đều giảm xuống, và cái pulsatility index nó sẽ tăng lên, có nghĩa là nó biểu hiện cái sự hồi phục của cái ống động mạch này. Ở đây cũng là một số cái chỉ số khác, ví dụ như là cái áp lực động mạch phổi nó cũng sẽ giảm xuống, rồi cái thời gian mà gọi là tăng tốc trên thời gian tống máu toàn phần thì nó cũng sẽ tăng lên. Nói chung cái chỉ số này chúng ta không có thời gian đi nói nhiều, nhưng mà rõ ràng là nó đây là cái chỉ số để nó thể hiện cái việc là có hồi phục của cái tất cả những cái chức năng ở trong cái huyết động ở trong bào thai, nếu như cái ống động mạch đó nó không còn bị hẹp nữa. Thì đây cũng là một số cái trường hợp người ta xem thử là cái diễn tiến của cái hẹp sớm của cái ống động mạch nó như thế nào. Thì rõ ràng là ở đây thậm chí ở đây người ta vẫn có thấy được là trường hợp là có đến 3 trường hợp bị tử vong, chiếm đến 25%. Vậy thì yếu tố nào là cái yếu tố quan trọng, mà cái dấu hiệu nào mà dấu hiệu quan trọng để mà tiên đoán rằng bệnh nhân cái em bé đó nó sẽ nguy hiểm? Thì ở đây người ta cho một số cái dấu hiệu, ví dụ như là phù rau thai, mẹ dùng thuốc, hoặc là cái
có giãn tim phải, hoặc là có hở van ba lá, hoặc là có đóng cái ống động mạch hoàn toàn. Thì sau khi phân tích, người ta thấy được hai cái yếu tố quan trọng nhất là cái phù rô thai, và thứ hai là cái yếu tố đóng hoàn toàn cái ống động mạch. Thì rõ ràng cái này chúng ta cũng dễ hiểu thôi, chỉ có khi nào mà nó quá xấu quá nặng rồi, nó suy nặng lắm thì lúc đó mới có xuất hiện của cái phù rô thai. Còn hoặc là trong trường hợp đóng hoàn toàn cái ống động mạch mà nó không mở ra được thì chắc chắn chuyện đó nó xấu, thì cái này cũng dễ hiểu thôi. Thì đó là một số cái dấu hiệu mà chúng ta có thể cảnh báo. Như vậy nếu như mà cái ống động mạch đó nó đóng quá nặng và nó không có cái biểu hiện là hồi phục thì đó là một dấu hiệu xấu. Hoặc là ngay lần đầu tiên mà chúng ta coi mà chúng ta thấy có biểu hiện của cái tràn dịch ở trong đó rồi thì coi chừng, đó là một cái dấu hiệu xấu mà chúng ta cần phải phải giải quyết sớm. Thì đó là một số cái vấn đề về cái hẹp ống động mạch trong bào thai. Thì hy vọng là chúng tôi cũng không có quá giờ lắm, hình như là 25 phút. Xin cảm ơn tất cả các bạn, xin cảm ơn ban tổ chức.